Thưa quý vị, cuối tháng 6 vừa qua, bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng đã thực hiện thành công ca phẫu thuật mổ sọ cấp cứu cho một bệnh nhân người Campuchia bị tai nạn giao thông. Vào sáng ngày 21 tháng 6, bệnh nhân tên SCN, 19 tuổi, mang quốc tịch Campuchia, được người nhà đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng trong tình trạng hôn mê và mất tri giác. Được biết trước đó, anh SCN bị tai nạn giao thông tại Campuchia và phải mất 24 giờ sau mới được chuyển sang Việt Nam. Bước đầu xác định, nạn nhân bị chấn thương sọ não rất nặng, sưng bầm vùng đỉnh trái đầu, hôn mê sâu. Điểm GCS là 8. GCS là điểm tri giác và tối đa cho thang điểm này là 15 điểm. Do tình trạng nạn nhân rất nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng đã chỉ định tiến hành thực hiện các công tác cận lâm sàng như chụp CT toàn thân, xét nghiệm máu. Thì kết quả CT cho thấy nạn nhân bị máu tụ ngoài màng cứng thái dương đỉnh trái, nước sọ thái dương đỉnh trái, dập não trái, thái dương đỉnh phải và máu tụ dưới màng cứng bán cầu não phải. Đến trưa cùng ngày, anh SCN được đưa vào phòng phẫu thuật. Các bác sĩ đã tiến hành mở sọ, lấy máu tụ ngoài màng cứng thái dương đỉnh trái và đóng lại nắp sọ. Mở sọ lấy máu tụ dưới màng cứng và phần não dập bán cầu não phải, không đóng lại nắp sọ. Phần nắp sọ này được gửi đi bảo quản tại ngân hàng mô để sau đó có thể dùng để lắp lại phần sọ bị khuyết của nạn nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được cho thở máy và hồi sức tích cực 4 ngày tiếp theo tại phòng hậu phẫu của bệnh viện. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã có những tiến triển tích cực và được cho xuất viện.